Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, sau khi kết thúc hội đàm sáng 19 tháng 8 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến các ban, bộ, ngành địa phương hai nước ký kết các văn kiện hợp tác. Tại lễ ký kết, các ban, bộ, ngành địa phương hai nước ký kết 14 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực: trường đảng, xuất nhập khẩu nông sản, phát thanh truyền hình, nghiệp vụ truyền thông báo chí, y tế, cơ sở hạ tầng, kinh tế thương mại, công nghiệp, ngân hàng. Đồng thời, tuyên bố hai văn kiện gồm bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại của Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân hai tỉnh Hải Nam và Sơn Đông nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai đảng hai nước.